Xin chào quý vị và các bạn. Khi bỏ qua hận thù, khi nhìn mọi việc theo cách công tâm, khi sâu chuỗi lại những bất thường trong vụ tai nạn, Trung hiểu Phong chính là mắt xích quan trọng. Chỉ cần khéo léo khai thác được Phong, thì Trung sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa. Tại sao cô gái làm việc cẩn thận như Hằng lại để xảy ra sự cố như vậy? Tại sao khi đó Thành nói yêu Hằng lại để cho người con gái mình yêu lái xe trong tình trạng sức khỏe không ổn định, tinh thần không tỉnh táo? Tại sao camera hành trình của xe lại bị hư đúng lúc như vậy? Tại sao một người đạo mạo, chức cao vọng trọng như Thanh lại giao du với một tên ở dưới đáy xã hội, vào tù ra tội như Phong? Và rồi, trong một lần quan sát mọi nhất cử nhất động của Phong, khi thấy Phong bị một đám côn đồ gây sự, chính Trung là người ra mặt giải vây, cứu nguy cho Phong một mạng. Khi trở nên thân thiết, Trung cố tình để Phong biết mối quan hệ của anh và Nhi. Anh hy vọng đánh vào lòng trắc ẩn của Phong. Một khi Phong kể toàn bộ những gì anh biết về vụ tai nạn, về mối quan hệ của anh và Thanh, thì mọi việc sẽ được sáng tỏ. Liệu rồi, một người đang muốn quy ẩn giang hồ, khao khát hoàn lương như Phong, thấy Trung đối xử với anh như một con người, lại nhớ ơn cứu mạng của Hằng, anh có cảm kích mà nói toàn bộ sự thật? Một khi mọi việc sáng tỏ, chính Thanh mới là kẻ sát nhân, còn khốn nạn vụ oan giá họa lên đầu Hằng, Trung sẽ làm gì để kẻ lòng lang dạ sói phải trả giá đắt, đòi lại công bằng cho những người anh yêu thương? Là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Trung chẳng thể hiểu được rốt cuộc anh đang nghĩ gì, muốn gì. Rõ ràng anh hận Hằng, anh muốn cô không thể ngóc đầu lên đường. Nhưng rồi, khi thấy cô lâm vào bước đường cùng, chính anh lại là người cứu cô, anh còn tạo điều kiện để cô hoàn thành ước mơ của mình. Thế nên, khi vô tình nghe được câu chuyện giữa Phong và Minh, anh chột dạ nhận ra còn rất nhiều uẩn khúc trong vụ tai nạn. Anh dấy lên hy vọng, Hằng vô tội, chỉ cần có chút manh mối, dù là nhỏ nhất anh cũng không bỏ qua. Giờ người có thể giúp anh tháo gỡ những nút thắt đó là Phong. Khi Phong tiết lộ, đêm hôm đó không chỉ có Hằng, có Nhi, có cả Thanh, nghe giọng điệu của Phong mà cứ làm như thể anh là người trong cuộc. Đã vậy, Phong còn là chiếc chủ nhân của những chiếc sim rác thường xuyên liên lạc với Thanh. Trung đủ thông minh để hiểu giữa Phong và Thanh có vấn đề. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Trung cho người theo dõi mọi nhất cử nhất động của Phong và Thanh. Và rồi, trong một lần Phong tới một quán cà phê sang trọng, bất ngờ một đám côn đồ đằng đằng sát khí tiến tới chỗ anh. Bọn chúng đập bàn, chân gác lên ghế, tay chỉ vào mặt Phong và quát: "Tại sao mày dám tới những nơi sang trọng này? Khôn hồn thì biến ngay." Tự nhiên có người tìm tới gây sự, Phong tức giận đáp trả: "Bọn oắt con này, chúng mày có biết tao là ai không mà dám vô lễ như vậy?" Một tên cao giọng: "Đây là địa bàn của bọn tao." Thì ra, dù Phong đã giải nghệ, nhưng tiếng tăm của anh trên chốn giang hồ vẫn còn. Bọn chúng sợ Phong tới đây để tranh giành địa bàn, nên bọn chúng ra đòn thị uy trước, hòng đánh phủ đầu. Thấy thái độ bố láo của chúng, Phong điên tiết: "Lúc tao vào sinh ra tử, từ lúc tao hành tẩu trên giang hồ, thì bọn mày còn vắt mũi chưa sạch. Thế mà dám ngông cuồng, chúng mày có tin là hôm nay sẽ là ngày giỗ của chúng mày không?" Phong vừa dứt lời, bọn chúng cậy đồng định xông lên, thì bất ngờ có một giọng nói vang lên: "Có công an." Nghe hai chữ công an, cả đám sợ xanh mặt, nháy nhau chuồn êm chuồn đẹp. Thì ra đó là Trung. Anh đã chứng kiến mọi việc, anh biết đây là cơ hội ngàn vàng để tiếp cận Phong. Trung bước tới nhẹ nhàng: "Anh không sao đấy chứ?" Phong chưa kịp trả lời thì quản lý đã chạy ra: "Xin lỗi quý khách, đây là chỗ chúng tôi làm ăn, xin quý khách đừng gây rối." Rõ ràng Phong là nạn nhân, mà giờ anh như thể tội đồ. Anh định bật lại thì Trung đã lên tiếng: "Ở đây ai cũng biết bạn tôi không làm gì, tại sao anh lại vô lý như vậy?" Thấy Trung ăn mặc sang trọng, thần thái ngút ngàn, nói câu nào giá trị câu đó, tên quản lý vội khúm núm: "Xin lỗi, đó chỉ là hiểu nhầm." Thấy Trung nhận mình là bạn, Phong cảm kích vô cùng: "Cảm ơn anh vì tất cả." Trung cười thân thiện: "Không cần khách sáo như thế, ai trong hoàn cảnh của tôi cũng làm như vậy thôi." Quả thật, một kẻ không gia đình, không nghề nghiệp, không tương lai, lại chuyên sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, đi tới đâu cũng bị xa lánh, nhưng thấy một người xa lạ như Trung đối xử đầy tình người, giây phút đó anh cũng muốn trở thành một người tử tế, cắt đứt mạch suy nghĩ của Phong. Trung lên tiếng: "Chúng ta gặp nhau là duyên, tôi muốn mời anh vài ly."
Phong chẳng có lý do gì để từ chối, cả hai trở nên thân thiết với nhau. Diệu vào lời ra, thế Phong không còn đề phòng. Trung dò la, tôi nhìn anh rất quen, không biết trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa? Phong gạt đi, làm gì có, tôi và anh khác nhau một trời một vực thế này, sao quen biết được? Trung chỉnh đốn, đã là bạn bè thì đừng nói những lời như vậy, tôi không quan tâm tới xuất thân, tới địa vị đâu. Lời nói này càng khiến Phong cảm thấy ấn tượng hơn về Trung. Khi không còn rào cản, Phong chủ động nói ra quá khứ của mình. Anh từng là tay giang hồ, nhưng vừa mới mãn hạn tù. Giờ anh khao khát được hoàn lương, khao khát muốn được sống đúng nghĩa là một con người. Trung còn chủ động đề nghị sẽ giúp anh tìm được công việc ổn định. Có như vậy, Phong mới rời xa được đám bạn xấu, rời xa được con đường cũ. Khi thấy thời cơ chín muồi, Trung cố tình đánh rơi ví. Theo đó, tấm hình chụp chung của anh với mẹ và em gái cũng rơi ra. Khi Phong cúi xuống nhặt lên, anh bị ám ảnh bởi nụ cười của Nhi. Anh gặng hỏi, họ là ai vậy? Trung hít một hơi thật sâu, dốc bầu tâm sự với Phong. Đây là gia đình của tôi, là mẹ và em gái tôi. Phong có chút lúng túng khi biết mối quan hệ của Trung và Nhi. Trung nhấp ly rượu trên tay, nhìn xa xăm giọng nghẹn ngào. Chỉ tiếc là người em gái tôi đã xấu số bỏ mạng trong một vụ tai nạn. Khi nó còn rất nhiều dự định, ước mơ, khi nó đang hạnh phúc chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Trung cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh tiếp lời, cái chết của con bé khiến mẹ tôi không chịu được cú sốc ấy mà đau khổ, tuyệt vọng. Bà lâm trọng bệnh trở thành người tàn phế. Bà cũng không còn là người vui vẻ, hòa đồng như trước. Bà vẫn không thể chấp nhận được cái chết của Nhi. Phong chỉ biết an ủi, tôi tin thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhìn dáng vẻ lúng túng của Phong, Trung biết anh đang đi đúng đường. Anh không quên chốt hạ, vì mẹ và em gái, nhất định tôi sẽ khiến cho kẻ gây ra bi kịch của gia đình tôi phải trả giá đắt. Nghe giọng điệu của Trung, rồi nhớ tới Hằng, nhớ tới những tai ương mà cô liên tục gặp phải, tất cả đều do Trung mà ra. Nhưng ngẫm lại, nếu anh trong hoàn cảnh của Trung, có lẽ anh cũng làm vậy. Khoảnh khắc ấy, Phong cảm thấy có lỗi với Trung, với Hằng vô cùng. Chỉ vì sự ích kỷ của mình mà khiến cho những người tốt chịu nhiều thiệt thòi. Chính Trung và Hằng cho Phong biết thế nào là giá trị của cuộc sống, cho Phong cảm nhận thế nào là tình thân, cho anh khao khát muốn được trở thành người tử tế, muốn sống hạnh phúc bên người mình yêu thương. Chẳng biết rồi, sau khi xem Trung như tri kỷ, Phong có bỏ qua lợi ích của bản thân, tiết lộ mọi chuyện cho Trung nghe về vụ tai nạn, chính Thành mới là kẻ sát nhân, còn Hằng chỉ là con tốt thí mà thôi. Liệu rồi, Trung sẽ làm gì để đưa mọi việc về với trật tự vốn có của nó? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!